Kính chào quý vị và bà con. Bão số 3 đã trở thành siêu bão trên Biển Đông. Lúc 10 giờ thì bão đã mạnh cấp 16 và giật cấp 17. Bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ là 10 đến 15 km/h. Đến sáng ngày 7 tháng 9 thì bão sẽ ở khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam. Trong 24 giờ tới, cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển sẽ là phía Bắc vĩ tuyến 16 độ Bắc, kinh tuyến 109,5 cho đến 119 độ Kinh Đông. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão. Dự báo hôm nay có gió mạnh cấp 11 đến cấp 14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15 đến cấp 16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Từ trưa mai thì vùng biển phía đông của Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7. Từ đêm mai thì toàn khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô, có gió mạnh dần lên cấp 8 đến cấp 9, sau tăng lên cấp 10 đến cấp 12. Vùng gần tâm bão cấp 13 đến cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Với diễn biến báo như vậy, thì trong ngày hôm nay, toàn bộ tàu thuyền cần chủ động tránh trú, neo đậu về bờ. Với các vùng biển phía Nam, ven bờ từ Bình Định xuống tới Cà Mau, ra đến ngoài khơi quanh vùng biển huyện đảo Trường Sa, có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh. Chưa có mưa dông, nguy cơ đi kèm với lốc xoáy nguy hiểm. Với đất liền Trung Bộ, dự báo trưa chiều nay nắng nóng cũng xảy ra nhiều nơi. Từ Thanh Hóa xuống đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C. Về chiều tối, mưa dông xảy ra rải rác ở một vài nơi, từ Quảng Ngãi xuống đến Phan Thiết, cục bộ có điểm mưa to. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết đáng chú ý trong các bản tin thời sự tiếp theo.